Đón tất cả quý hành khách đang lên chiếc chuyên cơ vô cùng đặc biệt mang tên Hành Lý Tình Yêu. Và chuyến bay của chúng tôi do Đài Truyền Việt Nam thực hiện sẽ cất cánh hàng tuần vào lúc 20:30 thứ hai trên kênh VTV3. Và bây giờ tôi xin được phép giới thiệu một thành phần rất quan trọng của Phi Thành Đoàn mà tôi gọi đó là Ban Cố Vấn. Xin chào đón Ban Cố Vấn của Hành Lý Tình Yêu. Đạo diễn Lê Hoàng, siêu mẫu Xuân Lan và diễn viên người mẫu Nam Em. Xin chào các vị trong ban cố vấn. Chào anh Nghĩa. Xin chào anh Nghĩa đẹp trai. Trước khi đến với những câu chuyện của các hành khách của chúng ta thì tôi muốn hỏi những câu chuyện liên quan tới các anh chị trước. Với Xuân Lan chẳng hạn, có những lần nào làm bạn với người yêu cũ không? Chia tay cũng làm bạn nhưng mà vợ của bạn ghen với mình hoài. Em phiền với bạn lắm. Thế thì em xuyên tường luôn, là em xóa sạch ký ức về người đó luôn. Em có một cái đặc tài là vậy nên có đặc tài, có đặc tài đó. Thật ra thì mình thấy mình là người nổi tiếng cực đoan, nhưng mà trong cái vấn đề này thì thấy Xuân Lan còn cực đoan hơn mình. Cũng không có gì ghê gớm cả, nhưng mà có điều mình phải tinh tế ở chỗ này này. Nếu như là cái người gia đình người ta cái kiểu khó khăn, ông chồng có gì đó thì nói chung là mình không nên làm bất cứ một cái điều gì để cho cái gia đình họ có cái vấn đề. Còn nếu như họ cũng thoải mái mà thì gặp, thậm chí là đi ngồi uống nước xong nói chuyện đấy, không có sao đâu. Ở đây hai chuyên gia của chúng ta đều là những người gọi là sành sỏi lão luyện quá rồi. Đây mấy em của mình sỏi. Mấy em của mình coi chứ nó còn ngây thơ lắm anh. Ngày xưa em đeo đuổi tình yêu với những giấc mộng như chết vậy đó. Như giấc mộng gì em? Giấc mộng chết. Như giấc mộng chết. Vì người ta biết tình yêu như là chết ở trong lòng một chút. Còn em là chết luôn. Em là chết luôn. Chết luôn. Chết luôn. Em là chết luôn. Và thưa tất cả các hành khách, ngay bây giờ thì chúng tôi đang muốn gặp gỡ nhân vật nữ chính, nhân vật khách VIP của chúng tôi ngày hôm nay trên chiếc chuyên cơ này để xem cô ấy là ai. Xin mời. Em là một người thích tự do, không bị gò bó bởi bất kỳ ai. Không thích công việc 8 tiếng mỗi ngày ở công sở nên em chọn việc tự kinh doanh. Không thích cuộc sống một màu nên đã chọn cuộc phiêu lưu nhiều màu sắc. Trong tình yêu, em luôn là một cô gái nhỏ bé mong muốn được yêu thương che chở. Nhưng trong cuộc sống, em là một người mạnh mẽ. Em không sợ thương trường khốc liệt, như em sợ anh sẽ bỏ mặc em. Chào anh, em là Linh Trúc, đến từ Đà Nẵng. Em đang sở hữu một viện thẩm mỹ và một sàn giao dịch bất động sản ở Sài Gòn. Em đã quá lâu không có cảm giác mình thuộc về một ai đó, nên hôm nay em đến đây để tìm một ai đó mình muốn thuộc về. Xuất sắc, xuất sắc. Xuất sắc. Xin mời nữ chính của ngày hôm nay, Linh Trúc. Xin chào ban giám khảo và anh Đại Nghĩa. Ở đây mình không có giám khảo nào hết, em yên tâm. Sẽ không có một ai chấm chính điểm cho em cả. Chính em là giám khảo. Dạ. Yeah. Chính em là giám khảo. Và tại sao với một người phụ nữ có nhiều những cái yếu tố mà thu hút tất cả những người xung quanh mà lại đến đây để tìm cho mình một tình yêu? Dạ không, anh thực ra ế lắm. Ế lắm. Nên là em mới vượt ngại. Vượt ngại tới đây. Em hy vọng là hôm nay em tìm được người đàn ông chấp nhận được những cái yếu điểm của em để cùng nắm tay nhau đi một đoạn đường dài và bình yên. Những cô gái xinh đẹp mà còn thành đạt, thành công á, mà mình nói mình ế là ít ai tin. Thì bây giờ để
giúp cho em để tìm thấy được những cái người nào phù hợp với em ngày hôm nay thì tụi chị ngồi ở đây canh, nghe, lén để cho giúp cho em nhìn rõ được đối tượng của mình ngày hôm nay nha, yên tâm. Bây giờ anh tạm thời anh cất hành lý của em vào nha. Một lát nữa chúng ta sẽ khám phá trong hành lý này sẽ là điều bí mật gì của cô ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hành khách nam đầu tiên. Xin mời. Thử thách, sáng tạo, thú vị. Đó là lý do anh chọn làm cho công ty Startup Công Nghệ. Anh Lê Hoàng Đạt, 28 tuổi, kỹ sư phần mềm. Đi kèm với đó là những áp lực, căng thẳng và rất nhiều lúc bế tắc. Nhưng anh không bao giờ bỏ cuộc mà luôn buộc bản thân mình phải tiến lên. Cách anh làm việc cũng là cách anh yêu, luôn mãnh liệt, hết lòng. Nếu em làm anh rung động. Em muốn kéo ghế ngồi. Tại sao vậy? Em rung. Em rung hả? Rung là bởi vì hồi hộp hay là rung là có một chút rung động với bạn ấy? Tại mờ lem mờ lem. Tại mờ lem mờ lem. Mờ lem mờ lem. Mới qua hình thôi ha. Bây giờ mình sẽ gặp bạn ấy trực tiếp trên chuyến bay này của chúng ta. Xin mời hành khách nam đầu tiên. Xin lỗi quý khách, đây không phải là lối đi. Chào em. Trời ơi, bắt tay tôi mà cái mắt dòm đây không. Coi như anh không có mặt trong cuộc đời luôn vậy đó. Thực ra là anh tối hôm qua giờ 3 giờ chưa ngủ luôn á. Nên đang rất là buồn ngủ. Nhưng mà từ lúc thấy em hồi nãy ở kia kìa, anh tỉnh luôn. Anh tỉnh luôn. Ban tổ chức á, trước một ngày nhắn cho anh là nữ chính đẹp lắm, giỏi nữa. Cho nên anh rất là hồi hộp để gặp. Thì em đẹp thiệt. Em có đẹp không anh? Trời ơi, em kiềm chế lại cưng. Ở đây toàn người đẹp không à, cả trai lẫn gái. Hôm nay anh tới đây á, thì anh muốn đem tới một cái thứ nó... Trời ơi, chìa khóa. Mấy anh. Cái cờ lê. Cờ lê, cờ lê. Hôm nay anh tới đây muốn đem tới con người thật nhất của anh. Anh mới 28 tuổi thôi, nhưng mà trong năm nay là anh là được vinh danh là trong top 50 lãnh đạo công nghệ trẻ của Việt Nam. Cho nên anh muốn nói với em là anh đủ trải nghiệm, anh đủ kiến thức để anh có thể nói chuyện được với em. Thì cái cờ lê này chính là con người của anh trước đây 3 năm. Vậy con người lúc trước của anh là con người như thế nào? Một con người rất là khô khan, rất là hiền em. Bây giờ anh không hiền hả? Thì anh hy vọng là món quà này em sẽ giữ. Tại vì đối với người kỹ sư á, cờ lê nó nhắc mình biết là cho dù nó có khuyết đi á thì nó không phải là đồ bỏ đi, mà nó chính là cái mảnh ghép, chỉ là đúng cái mảnh ghép mà mở ra thôi. Thì anh muốn tặng cho em. Thật lòng món quà này không có giá trị, nhưng mà em rất thích những món quà có ý nghĩa. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá bí mật đầu tiên của bạn ấy trong cái hành lý nhỏ này nha. Mời em. Yeah. Anh thường lên mạng tìm bí kíp cô gái là sao em ơi? Đây là cái điều mà anh nghĩ rằng các cô gái hơi quan ngại đó. Nhưng mà lên mạng làm gì có nhỉ? Em thấy đáng yêu á. Vậy em cũng hay lên mạng tìm bí kíp cô trai hả? Em đã từng lên Google search gõ là cách tiếp chuyện đàn ông lạ. Anh thấy anh qua đây ngồi với em được. À đúng hai rồi. Bạn này. Em cũng không nghe. Cần anh nói gì hả? Dạ đúng rồi. Đuổi thẳng mặt luôn. Bữa anh cảm giác anh có giá trị. Thật ra cũng mới kiếm này nè. Thì tới lúc tán gái mà anh muốn bản thân mình bớt nhạt hơn, muốn thay đổi cũng lên mạng tiếng. Vậy là bây giờ anh mặn hơn rồi đúng không? Anh giả bộ anh của em thử coi. Anh giả bộ anh của em thử coi. Wow.
chị thấy em chắc là nhìn thấy bạn nữ cái là bắt đầu rung động đến cái mức mà có nghĩa là bỏ hết cái vỏ bọc bên ngoài của mình và em thể hiện được cái bản chất con người thật bên trong. Thì đó là một câu chuyện rất là thú vị cho chương trình và thấy cái tín hiệu đầu tiên của hai bạn kết nối với nhau rất là tốt. Kết nối tốt đến cái mức mà đuổi MC qua bên đây ngồi luôn. Thì bây giờ, nhưng mà đó là mong muốn của hai bạn, nhưng chương trình không bao giờ để cho hai bạn tọa nguyện một cách dễ dãi như vậy. Nên giờ MC trả về chỗ cũ và hành hạ hai bạn là từ đầu. Rồi bây giờ hãy nhường cái vị trí này cho chàng trai tiếp theo nha. Mời em về chỗ của mình. Mới cái chàng trai đầu tiên thôi mà hình như mình thấy rằng cái tình cảm mà bạn ấy dành cho mình đó Trúc, nó khá là dữ dội đó ha. Em cũng cảm nhận được điều đó mà đúng không? Với một cái người mà lần đầu tiên gặp em mà họ có cảm tình với em nhận ra không? Em thấy có điểm tương đồng trong cái cách sơ sơ thôi, trong cách nghĩ thôi. Còn tình cảm thì phải để từ từ. Để từ từ ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm quen với hành khách nam tiếp theo. Xin mời. Xin chào, tên anh là Trịnh Hữu Quân, năm nay 45 tuổi, nơi sinh ra là Bảo Lộc, Lâm Đồng, đã đi định cư ở Úc, trở về Việt Nam năm 2020. Anh đã được lấy được bằng huấn luyện viên đua xe mô tô chuyên nghiệp quốc tế và anh là người gốc Việt đầu tiên có bằng này. Hai điều anh nghĩ cần nhất trong đua xe là tốc độ và cẩn thận. Các anh yêu cũng thế, hết mình để đạt tốc độ cao nhất để tìm được nhau. Sau đó thì anh cũng cẩn thận năng nuôi mối quan hệ bằng sự tôn trọng lẫn nhau. Hy vọng lần này đến với hành lý tình yêu sẽ chinh phục được em. Chúng ta sẽ gặp gỡ ngay anh chàng này nha. Xin mời hành khách thứ hai. Lên đồ đồ cái gì? Rất hân hạnh gặp em rất là xinh đẹp. Anh Quân ơi, anh năm nay là 45 tuổi rồi phải không ạ? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà ở tuổi này thì anh bắt đầu đi tìm tình yêu cho mình là vì sao? Nói thật là mình trải qua rất là nhiều rồi. Một vợ trước, mình ly dị khoảng 10 năm rồi. Thì bây giờ là anh thật thà là muốn là một người vợ. Mối quan hệ của anh với vợ cũ bây giờ có tốt không? Hồi trước lúc anh về lại là gặp cổ, có mấy đứa con rồi này, chúc mừng này cái về thôi. Anh cũng may là rất là vui, hạnh phúc là cho cổ là có gia đình rồi. Anh có cảm nhận gì khi lần đầu gặp em? Cái mắt của em nó có cái hồn riêng trong đó thì em thấy rất là hiền. Bây giờ mình sẽ khám phá cái bí mật đầu tiên của anh nha. Okay. Mời anh. Ở Mỹ, ngày thứ 6 đầu tiên của tháng 5 là ngày gì? Ban cố vấn có ai trả lời được câu hỏi này không? Em, Trúc, em có biết không? Chết thật, tôi chịu rồi. Ở đây thì bây giờ mọi người là bó tay hết rồi. Xuân Lan đang search Google. Thôi anh trả lời luôn đi anh ơi. Cái ngày thứ 6 đầu tiên của tháng 5 là cái ngày đó là không mặc quần. Cái ngày đó là không mặc quần. Không mặc quần. Ủa là ý anh sao? Là ý anh là cái tới ngày đó anh sẽ không mặc quần phải không? Anh thì ở nhà thì không có mặc quần. Oh my god, chết rồi, tự nhiên gặp cô gái vòng đầu tiên, bí mật của anh là ở nhà không mặc quần. Thực ra là khi mà ở nhà một mình thì em cũng không mặc đồ. Nhất là khi mà tắm xong em thích đi vòng vòng vậy đó. Y chang vậy đúng không? Xin lỗi quý vị khán giả nha, mới vòng 1 chúng ta đang trên sóng truyền hình của VTV3 là đài truyền hình quốc gia. Mới cái hộp thứ hai của vị khách thứ hai mà đã nói tới câu chuyện là ở nhà tắm xong không mặc đồ đi vòng vòng rồi. Cho tới vòng cuối chúng ta sẽ còn ra sao nữa, nên thôi bây giờ nhờ mọi người tém cái nết lại. Theo tôi là Xuân Lan cổ lỗ quá, cái chuyện này nó không có một cái gì cả. Thậm chí nó còn hơi vui nữa. Không sao, không sao, từ từ, bình tĩnh và chờ đón như điều sắp sửa diễn ra. Cảm ơn anh, mời anh về vị trí của mình nha. Bình tĩnh nha, mới là hành khách thứ hai thôi. Mọi người cứ tiếp tục ngồi đó thắt dây an toàn đi. Chúng ta sẽ chờ đón vị khách thứ ba để xem coi anh ấy là ai. Xin mời. Trúc
Chào em, anh là Lê Đức Khánh. Anh hiện đang là giám đốc âm nhạc tại một công ty giải trí. Anh thường thích nghe và hát những bài nhạc buồn vì nó cũng giống như anh vậy, đa sầu, đa cảm, hay nhớ lại những câu chuyện cũ trong quá khứ rồi tự buồn. Hôm nay, đến hành lý tình yêu để gặp em, anh sẽ thử một bài tươi sáng hơn để hát tặng em một bài nhiều hy vọng vào tương lai. Đó là bài Nàng Thơ. Chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai ấy ngay bây giờ. Xin mời. Cái lời gốc là trả lại thôi, nhưng mà anh hát thêm là trả lại em cho anh. Thì anh muốn nếu mà trong cuộc sống này mình có chưa tìm được nhau mà hôm nay mình có duyên mình gặp nhau á, thì mong rằng là có thể trả lại em cho anh vào ngày hôm nay. Tên ở nhà của anh là gì? Có phải là... Anh tên là Vuông. Ở nhà anh tên là Vuông. Vuông á? Người quen, người quen, người quen hả? Người quen, người hả? Quen hả em? Dạ. Là sao? Quen như thế nào? Anh ruột của bạn này là anh Tròn, là anh kết nghĩa của em, là người dìu dắt em lúc mà em là sinh viên mới bước chân vào Sài Gòn. Em ơi, cái này người ta kêu là cái gì em biết không? Mới học cấp 3 thì phải. Duyên đó em. Cái duyên đó đi bao nhiêu năm, bao nhiêu lâu rồi, bây giờ tự nhiên gặp lại nhau trong cái chương trình này, nhận ra người quen của nhau trong cái vị trí của hai con người đang đi tìm hạnh phúc của mình. Thì mình hãy xem những gì mà mình đã từng có một cái chút quen biết với nhau trước đây là cái chữ duyên thôi, chứ không phải là một cái rào cản. Nó không phải là một cái rào cản cho chúng ta trong chương trình này. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá hành lý của anh ấy. Xin mời em. Một trái đào. Một trái đào là đào sao hoa. Trời? Đào hoa. Đào hoa. Hay. Thường thường miêu tả về đường cong của phụ nữ thì em nghĩ cái trái đào này nó liên quan đến cái vòng ba của phụ nữ. Thì không biết phải không nha. Hay là anh ấy thích những cô gái đào mỏ? Cũng có khả năng nha. Chị cũng giàu chứ bộ. Giờ anh mời mọi người nhìn lên màn hình. Anh thích vòng ba của phụ nữ, chính xác Lan ơi Lan. Em rồi. Thật là tinh tế. Ôi ôi. Ủa em vậy là em chỉ thích vòng ba thôi ạ? À? Những vòng khác không thích hả? Với em là cái vòng ba của phụ nữ là cái nơi để tôn cái dáng đi của cái người phụ nữ nhất. Khi mà họ bước thì cái sự tự tin và cái năng lượng họ tỏa ra nó sẽ thu hút em. Vậy là trước giờ người yêu của bạn là toàn là chị thôi đó hả? Thường thì anh
không để ý chú trọng quá nhiều khi mà mới gặp nhau lần đầu tiên. Tại vì cái mà mình để ý là cái cách nói chuyện của họ, cái sự chia sẻ của họ là cái sự mình quan tâm nhất. Cảm ơn em nha. Yeah. Anh nghĩ bí mật này nó cũng không có phải là một cái điều gì quá nặng nề cho chúng ta, để chúng ta phải lăn tăn về nó ha. Cảm ơn em. Bây giờ em có thể mang hành lý của mình tại chỗ nè. Và đó là những bí mật đầu tiên chúng ta đã khám phá được từ ba hành khách nam. Và vẫn còn những bí mật tiếp theo chúng tôi đang chờ đợi để họ chia sẻ với chúng ta trong chuyến bay này. Cảm ơn các em. Em ơi, ở đây ba cái hành lý này là cỡ trung nha, và trong đó chứa những cái bí mật tương ứng với ba người đàn ông bên đó, mà mình không biết cái vali nào, cái hành lý nào của ai mà thôi. Chúng ta sẽ xem coi trong đó chứa đựng bí mật gì. Mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ phân tích, mình sẽ nghe lời tư vấn từ ban cố vấn. Sau đó mình sẽ quyết định là đóng một cái hành lý lại. Đó là cái điều bí mật mà mình cảm thấy mình không có chấp nhận được. Và ai là chủ nhân của cái hành lý bị đóng lại sẽ phải chia tay với chuyến bay này của chúng ta. Bây giờ thì em muốn xem cái hành lý nào trước? Em sẽ chọn cái chính giữa. Mời em. Anh yêu sâu đậm hơn 10 mối tình. Chà, cái người này rất là đào hoa luôn ha. Yêu hơn 10 mối tình mà yêu sâu đậm hết. Tiếp theo. Anh luôn cảnh giác khi yêu. Và cuối cùng, anh muốn bạn gái xinh như Minh Hằng. Anh cảm ơn các em có thể vào trong. Nếu như bây giờ có một người đàn ông đang muốn theo đuổi em, mà họ có một cái bí mật là muốn bạn gái xinh như Minh Hằng, thì em nghĩ như thế nào? Nếu mà anh muốn bạn gái xinh như Minh Hằng thì anh đến đây làm gì? Tại sao không đến thẳng nhà của Minh Hằng luôn, đúng không? Đúng là vậy đó hả? Em cảm giác anh này ảnh rất là chú trọng ngoại hình, nên em cảm thấy là em đang bị so sánh thì em không thích cảm giác này. Thật ra người đàn ông người ta có một cái hình tượng phụ nữ cụ thể, không có gì xấu đâu. Và trong những cái hình tượng đó có những cái nhân vật ở ngoài đời mà nó rất chính xác, thì người ta nghĩ cái đấy không, theo tôi không có cái gì mà nó quá đáng, hoặc là nó sai phạm, hoặc là nó vi phạm đạo đức cả. Em là người kinh doanh sống bằng nghề thẩm mỹ, nên là em rất hiểu cái tầm quan trọng của nhan sắc. Nhưng mà nếu như mà trong cuộc hẹn hò một người đàn ông mà nói với em như vậy thì em cảm thấy là không muốn tiếp tục. Mình đi với cái hành lý tiếp theo để xem coi cái bí mật này thì em cảm nhận thế nào. Anh yêu sâu đậm hơn 10 mối tình. Em nghĩ ok, chấp nhận được. Tại vì người lãng mạn thì không trách, con tim không có cái luật lệ riêng. Đây em nói chị nghe, những người mà yêu sâu đậm hơn 10 mối tình là ai cũng yêu được. Một cái lý do để bao biện cho cái sự đào hoa của mình. Nhiều khi người ta lãng mạn quá rồi xong rồi người ta yêu, người ta không kiểm soát được. Cứ cho là mỗi mối tình sâu đậm là yêu là phải là nóng bỏng một cái gì là một năm, đúng không? Thì ở đây á, 10 mối tình có nghĩa rằng là yêu từ rất sớm. Hoặc là yêu 10 mối tình nhưng có 5-6 mối tình cùng một lúc. Nếu mà cùng một lúc thì không gọi là sâu đậm đâu. Em ơi, có những người cái trái tim họ bao dung lắm em. Họ có thể họ yêu em chân thành đó, chứ không phải lừa dối em. Nhưng đồng thời họ cũng có thể yêu nam em một cách cuồng nhiệt như vậy. Đúng, phải cẩn thận. Nhất là cái tính cách đàn ông là chỉ có muốn thêm không có bớt. Quan trọng là em có chấp nhận được hay không. Trời ơi, tự nhiên ban đầu tôi thấy cái câu đó đơn giản quá mà tự nhiên qua miệng của mấy người này xong tôi thấy u ám. Chắc chắn là Trúc phải có nhiều điều để suy nghĩ lại nha. Tiếp, hành lý này. Anh luôn cảnh giác khi yêu. Vali này với em có một sự tương đồng. Em cũng cảnh giác khi yêu à? Do em đã từng bị tổn thương hay như thế nào? Dạ đúng rồi. Sau qua quá trình thì từ từ em mới yêu được, chứ em không thể nào mà yêu ngay từ lúc ban đầu được. Tôi nói thật với em nhé, con gái nào, đặc biệt là những con gái như của em, lăn lóc trong thương trường, đã thế này thế kia thì trong đầu là sẽ giằng xé giữa cảnh giác và hồn nhiên. Nhưng em cứ tin đi, thật ra cái sự hồn nhiên tuyệt vời á, nó có sức mạnh khủng khiếp. Còn cảnh giác không ăn thua đâu, vì đàn ông bọn anh á, danh ma hơn em gấp nghìn lần. Em cảnh giác đến trời bọn anh vẫn lừa được, nhưng mà em hồn nhiên á, bọn anh thua. Nếu như mà mình hồn nhiên thì lỡ gặp vali này thì sao?
thì sao kệ nó. Suy cho cùng, nếu như trên đời này vì hồn nhiên mà em bị mất một cái gì đó, anh nghĩ có đáng tiếc hay không? Chưa chắc đáng tiếc, mà có lẽ là cái người đàn ông ấy đáng tiếc hơn nhiều. Cảm ơn bà cố vấn. Và bây giờ sẽ là giây phút em sẽ quyết định lựa chọn cái hành lý nào với cái bí mật nào mà em không chấp nhận để em đóng lại nha. Bây giờ Ngọc lộn vali nha. Em quyết định đóng cái hành lý mà anh luôn cảnh giác khi yêu, vì sao vậy? Vì khi tới đây thì em đã gạt bỏ cái cảnh giác của em trong quá khứ rồi. Em muốn có một cái tình cảm hồn nhiên. Bây giờ thì tôi muốn hỏi, ai là chủ nhân của chiếc hành lý này? Anh muốn bạn gái xinh như Minh Hằng. Mời bạn đứng lên. Là anh Quân đúng không ạ? Cảm ơn anh. Một lát anh sẽ nói về cái điều này cho mọi người rõ hơn nha. Tiếp theo, anh yêu sâu đậm hơn 10 mối tình là của bạn nào trong hai bạn còn lại? Mời đứng lên. Là Đạt hả em? Bây giờ thì anh mời Khánh lên đây cùng với anh. Hơi bất ngờ. Có nghĩa là 30 chứ phải Tết đúng không? Yeah. Trượt cô này chưa chắc đã là trượt cô kia. Trước thì em bất ngờ với cái bí mật mà bạn ấy chia sẻ đó. Em có thể nói rõ hơn về cái điều này được không? Em hay sợ, rất là sợ bạn gái của mình bị tổn thương. Em cảnh giác là để em bắt được cái tâm lý của người yêu của mình, để mà em có thể nói chuyện và giải quyết cái vấn đề đó ngay lúc đó. Khi mà nghe Khánh chia sẻ thì em thấy là có một sự hiểu lầm. Như người ta nói là một nửa sự thật chưa chắc là sự thật. Thì lại em lại nghe câu đó rất là nhiều rồi. Nhưng mà em gặp trong lần này, cảm giác của em khi mà mới mở vali lên thì em nhìn thấy được em lúc trước trong cái vali này. Và em không muốn gặp lại bản thân mình lúc trước. Dù sao thì cái hành lý cũng đã được đóng lại. Em nhưng mà tin là duyên số. Cũng sẽ có những cánh cửa khác mở ra nếu như chúng ta vẫn còn duyên với nhau. Cảm ơn Khánh rất là nhiều vì em đã đến đây ngày hôm nay. Và trước khi chia tay, chuyến bay của anh sẽ có một cái phần quà dành cho em. Đó là phần quà đến từ hệ thống phòng tập tiêu chuẩn quốc tế được yêu thích nhất tại Úc. Một cái voucher trị giá là 5.394.000 đồng, đồng nghĩa với việc là em sẽ được tập 6 tháng và được tham gia vào tất cả các lớp học tại 300 phòng tập của Z trên toàn thế giới. Cảm ơn em đã đến với chuyến bay của anh ngày hôm nay. Chào tạm biệt em nha. Xin lỗi Khánh. Anh muốn bạn gái xinh như Minh Hằng là của ai ạ? Mời anh Quân. Quân nghĩ là vì Minh Hằng là có mấy cái điều Quân thích, giống như Trang anh Lễ Hoàng nói và chị ấy nói là rất là đúng. Cảm ơn hai người vấn đề chúng mình giải thích tại sao mình có cái gu đó, một cái ấn tượng thôi. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh nha. Và tiếp theo, mời Đạt. Em yêu sâu đậm hơn 10 mối tình. Trước khi chia sẻ, em muốn đem ghế cho bạn nữ luôn anh. Em nghĩ là đứng sẽ rất là mỏi. Đàn ông phải kỹ thế mới được. Chị hiểu em làm sao mà yêu sâu đậm hơn 10 mối tình rồi. Em cứ dạy hoài là cô nào mà từ chối được em, phải không? Là cái từ yêu sâu đậm là đúng á. Tới lúc ban tổ chức hỏi là sâu đậm bao nhiêu á, anh ngồi anh đếm hồi, anh quên bật Excel ra. Nghĩ là lên được. Có những lúc em yêu một lúc 5 người. Một lúc 5 người và em đều yêu sâu đậm 5 người đó hết. Tại sao em lại như thế khi mà em đang có một cô người yêu ví dụ thế này ha, em lại có thể tiếp tục đi tìm hiểu và làm quen để rồi em chạm vào cái cảm xúc của một người thứ hai, thứ ba? Em không tìm hiểu gì hết. Sau cái mối tình rất là dài của em á thì em nghĩ là bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu mọi thứ nó không có. Vậy thì mình sẽ chọn là một là mình sẽ là con người rất là cẩn thận trong những mối tình sau. Hai là mình sẽ open với tất cả mọi người luôn.
Tại vì mình đâu biết ai sẽ là người sau cùng đâu. Anh tin rằng là Trúc cũng cảm nhận được những cái điều mà bạn ấy vừa mới nói với mình, đúng không em? Cảm ơn em. Thôi bây giờ mời em về chỗ nha. Chúng ta vẫn còn những phần sau để tiếp tục khám phá những bí mật mới. Và bây giờ thì có lẽ chúng ta đã có được hai chàng trai để đi tiếp cái chuyến hành trình của mình. Nhưng mà trước khi khám phá những bí mật lớn hơn của hai chàng trai đó thì chúng ta sẽ có những bí mật bất ngờ dành cho họ. Bây giờ sẽ là bí mật bất ngờ đầu tiên của Hoàng Đạt. Nặng luôn nha. Có nhúc nhích nha, có động đậy nha anh. Đâu là chảnh rảnh thì sao? Em ơi, em mở ra đi. Có sợ không? Em nghĩ là chó mèo. Wow! Mèo. Heo sữa. Một con heo. Em đoán thử xem nam em, tại sao bí mật bất ngờ lại liên quan tới một con heo? Dạ, tại nó dễ thương. Nghĩa là anh này thích ăn heo sữa quay. Chắc không. Ủa đâu. Sao từ quà của người ta ẩm luôn vậy nam em? Anh bán là em không? Em kiếm mua quà không được luôn á. Thương con quá à, dễ thương quá à. Tự nhiên em bị nhớ cái tuổi thơ em á. Dễ thương quá à. Anh nuôi nó lâu chưa? Không. Nó sợ. Rồi. Biết bé. Và bây giờ mọi người nếu như muốn biết bí mật bất ngờ của Hoàng Đạt là gì thì mời mọi người xem nha. Anh ngủ nhiều như heo. Bình thường á là em làm suy nghĩ nhiều lắm, lúc rảnh làm chỉ đi ngủ thôi, không làm gì hết. Hay là đi du lịch cũng vậy. Du lịch là em thích ăn ngon nè, rồi ôm người yêu ngủ suốt ngày thôi. Anh có thể ngủ tới 3-4 giờ chiều luôn á. Mẹ không tin được cái khả năng ngủ của anh, cho nên sáng anh nói là anh không ngủ hay vậy á. Anh ngủ 10 cái báo thức cũng không kêu anh dậy được. Đây là bí mật bất ngờ dành cho bạn Đạt. Thế còn với anh Hữu Quân, bí mật bất ngờ của anh là gì? Xin mời. Anh nhảy hơi kỳ. Anh Quân ơi, mời anh ra đây. Em hơi ngạc nhiên bởi vì anh ở nước ngoài suốt bao nhiêu năm. Mà ở nước ngoài người ta rảnh rỗi, người ta đi thư giãn, anh hay vô sàn nhảy người ta nhảy lắm. Ừ, từ vô tư, nhảy từ nào ở đâu cũng được hết đó. Nhưng mà anh nói anh nhảy hơi kỳ là sao anh? Không quen nhảy hả? Không phải quen nhảy mà tùy cái người mình thấy anh kỳ hay không, mà anh thấy anh ok. Ok, anh thấy ok là được rồi. Ừ. Vậy bây giờ mình nhảy nha. Let's go. Âm nhạc. Thì cái đó là em thấy hơi thôi. Ok mà. Ok không? Ok. Em có thích nhảy không? Em thích. Dạ hợp rồi. Vậy là hợp đó ha. Dạ. Ủa vô đó thôi đó hả? Ờ vậy. Anh nghĩ là như vậy là kỳ. Nhiều người thấy mình kỳ mà thật ra người khác nhìn đúng không rồi. Thấy kỳ. Thấy đáng yêu phải không? Dạ em thấy ổn. Ờ đúng rồi. Thật ra không, Hoàng cũng không thấy kỳ. Đó là những cái bí mật nho nhỏ vui vui mà chúng ta khám phá thêm ở hai người đàn ông này mà thôi. Bây giờ sẽ là cái phần quan trọng nhất đây. Sẽ là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ khám phá những cái hành lý cuối cùng của anh ta. Hành lý lớn với những bí mật lớn mà anh ta mang đến đây. Xin mời. Hành lý đang trên băng truyền ra ngoài và xin mời hai bạn lấy hành lý của mình về nha. Trúc à, trong đây là chứa những bí mật lớn nhất của các anh ấy khi mang đến đây với chúng ta. Em muốn khám phá bí mật quay trước. Đạt ha. Mời Đạt. Ai à, anh chắc chắn sẽ không lập gia đình. Anh có thể giải thích thêm về câu nói của anh được không? Nhỏ lớn anh cũng không biết cuộc sống gia đình nó là sao hết. Mà người ta nói là mình phải trải qua những điều tốt á, mình mới có thể cho con của mình những cái điều tốt tương tự giống vậy. Anh không biết cuộc sống nếu anh có gia đình nó sẽ ra sao hết. Và anh không biết anh phải làm ba như thế nào hết. Thì nó cũng không thể nào đem được cái tình yêu tới người phụ nữ kế bên hết. Và cái thứ hai đó là anh có một ước mơ khác nữa, là anh sẽ dùng rất là tiền của mình á, xây lên những cái cô nhi viện và sở thú. Để anh muốn đào tạo ra được những cái bạn mồ côi, nhất là sau mùa Covid vừa rồi nè. Em đang có cảm giác
ảnh đang cố gắng tự tạo cho mình cái vỏ bọc ở bên ngoài, kiểu đóng mình lại vậy đó. Người ta có những cái hình tượng trong cuộc sống của mình, và cái hình tượng là một gia đình hay là ba lầu bốn bánh gì đó, nó không phải là cái điều anh hướng tới. Anh không muốn cuộc sống là 5 giờ chiều về với gia đình. Anh muốn cuộc sống là mình cứ làm cái, có những dịp nào đó mình đi hẹn hò, nó lãng mạn, trải nghiệm nhiều thứ cùng nhau. Bạn Đạt là một người sống thiên về cảm xúc, và cảm xúc của bạn như thế nào là bạn sẽ trung thành với cảm xúc của bạn nhất? Đúng, tại vì sức mạnh lớn nhất là sức mạnh từ trái tim. Mà trái tim bạn chỉ yêu bản thân bạn mà thôi. Cũng chưa hẳn đâu Lan, bởi vì anh hiểu những cái điều mà Đạt chia sẻ, bởi vì anh cũng đã từng gặp gỡ những người như thế. Tức là ở họ, họ có những cái lý tưởng sống nó to lớn, nó cao đẹp hơn là cái giới hạn phạm vi trong một gia đình. Thì đó là điều tốt đẹp chứ không có phải là một điều xấu. Chỉ là những người ở bên cạnh họ sẽ phải là những người hy sinh. Cảm ơn Đạt đã chia sẻ về câu chuyện của em nha. Tiếp theo chúng ta sẽ khám phá hành lý của anh Hữu Quân ha. Xin mời anh. Công việc của anh rất nguy hiểm. Dạ. Trong cái nghề của Quân thì Quân là huấn luyện viên quốc tế. Thì cái nguy hiểm của nó là có thể lên tính gần 300 cây số giờ. Mà nếu mà ngã trong 300 cây số giờ thì cái đó nó sẽ có thể đi luôn. Dạ. Đó. Lúc mà mỗi lần anh đi dạy thì lúc đó có thể là một cái phone call là tới nhà thương. Đó là một cái nguy hiểm của cái thế giới của bên anh. Cái sự nguy hiểm nó luôn luôn có mặt, nó rình rập. Và người nào ở bên cạnh anh ấy thì cũng sẽ phải luôn luôn chuẩn bị tinh thần để đón nhận một cái cú điện thoại xấu nhất là đến nhà thương gặp anh ta. Em có một sự đồng cảm, ba em là quân đội, ba không có thời gian ở bên cạnh con cái và đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Và em cảm thấy là em rất là hạnh phúc khi mà được làm con của ba, và cảm thấy mẹ em cũng vậy. Đối với một người đàn ông mà ngày ngày đối mặt với nguy hiểm á, thì họ rất là quý trọng cái sự bình yên của gia đình. Cảm ơn em. Và quyền quyết định thuộc về cô ấy. Mời Trúc. Ấn tượng của em về Đạt từ đầu tới cuối rất là tốt. Em thật sự là rất là tốt. Nhưng mà tới khi thấy vali này em lại cảm thấy có một cái sự mông lung và một cái sự không an toàn. Mà em tới đây với thời điểm này em đang tìm kiếm một người để đi cùng em một đường, đoạn đường dài và sự bình yên. Chứ em không có tìm kiếm tình cảm nhất thời hay là cùng đi một người đồng hành, cùng đi chơi, đi du lịch, đi ăn uống, đi tận hưởng cuộc sống. Cho anh nói tí, trước khi em đưa ra lựa chọn, đừng đánh đồng sự an toàn với gia đình, đừng đánh đồng cái đích đến với cuộc hôn nhân. Anh đã cũng trải rất là nhiều. Em biết trải những cuộc tình mình sẽ bị mệt mà. Biết đâu anh cũng đang kiếm một bến dừng. Thì anh chỉ muốn kết luận là đừng nhầm lẫn với những khái niệm. Ta không có muốn thua. Em vẫn giữ cái sự lựa chọn ban đầu của mình. Cảm ơn anh. Anh là một người đàn ông rất là tốt để là tri kỷ, là bạn. Mình có thể là bạn sau chương trình này, được không? Đối với anh là anh chỉ dành thời gian cho hai thứ, công việc với tình yêu thôi. Bạn là nữ thì anh cũng không có nhu cầu. Anh mời Đạt đến đây cùng với anh với hành lý của mình nha. Không biết mọi người cảm nhận như thế nào, nhưng bởi vì tôi đứng gần cô ấy cho nên tôi nhìn thấy rất rõ một chút nuối tiếc, một chút hụt hẫng khi nhìn thấy những điều bí mật trong cái hành lý này của Đạt. Cái mục đích của em tới đây và cái mong muốn của em nó khác với lại cái sự lựa chọn của bạn. Ở đây không ai sai cả, chẳng qua là bởi vì chúng ta không hợp nhau thế thôi ha. Hy vọng rằng Đạt vẫn sẽ tiếp tục tìm được cho mình hạnh phúc trên con đường mà em đang đi, với những hạnh phúc mà em lựa chọn. Cảm ơn Đạt rất là nhiều. Anh cũng sẽ gửi cho em một phần quà của chương trình nha. Phần quà đến từ hệ thống phòng tập tiêu chuẩn quốc tế của Z được yêu thích nhất tại Úc, là một cái voucher trị giá là 5.394.000 đồng. Và điều đó đồng nghĩa với việc là em sẽ được tập luyện suốt 6 tháng miễn phí hoàn toàn 24/7 và được tham gia vào tất cả các lớp học có mặt trong 300 phòng tập trên toàn thế giới. Cảm ơn em đã đến với hành lý tình yêu ngày hôm nay. Chúc em hạnh phúc. Chào tạm biệt em.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần cuối cùng, cũng là một cái phần rất là hấp dẫn khi chúng ta khám phá bí mật của Trúc nha. Em sẵn sàng chưa nào? Dạ rồi. Xin mời hành lý của Trúc. Hành lý của nhân vật chính của chúng ta đây, từ đầu đến giờ cũng hồi hộp không biết trong đây chứa đựng điều gì. Bây giờ thì anh sẽ phải là người đoán. Trong đây là dĩ nhiên có một cái bí mật của Trúc mang đến, nhưng chương trình sẽ đưa ra hai bí mật. Anh phải lựa chọn một cái bí mật nào đó mà đúng là của Trúc thì anh sẽ có cơ hội cùng cô ấy đi tiếp, bay chuyến bay hạnh phúc. Còn nếu như mà không thì chúng ta sẽ dừng lại tại đây nha. Anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mời anh nhìn lên màn hình. Em không muốn làm việc nhà. Tiếp theo, em sẽ bao nuôi anh. Ôi chà, anh nghĩ thế nào về hai cái điều này? Hai điều này đều tốt cả. Thật lòng mà nói như thế. Anh thích điều nào hơn? Nếu là anh á, thì anh thích cái em không muốn làm việc nhà. Anh nói thật với em á, chẳng có gì thiêu hủy phụ nữ bằng việc nhà. Bởi vì dù người đàn ông có văn minh đến mấy nữa, mà khi mà thấy phụ nữ của mình không ra đường, không có tiếp xúc, không ở đấy, thì trong một thế nào thì cũng có ngày ông có sự coi thường. Cho nên là anh cho rằng cái bếp ấy là kẻ thù của phụ nữ và việc nhà cũng vậy. Có thể anh rất là cực đoan đấy, nhưng mà anh vẫn nói theo điều xưa nay mà. Đó là ý kiến của anh Lê Hoàng. Có ý kiến của anh Quân thì sao về những điều này? Cho xin hỏi ý kiến của cái đó, tại cái số 1 là cũng rất là quan trọng cho Quân. Dạ. Với anh thì là người phụ nữ phải biết làm việc nhà hả? Trong cái tình yêu của vợ chồng thì phải có, thí dụ ai rảnh thì giúp. Quân thích là lúc làm chung. Tại chủ nhật là bình thường là nghỉ ngơi. Thì cái đó dọn dẹp nhà buổi sáng, xong rồi buổi trưa đi ăn, ăn trưa rồi đi chơi này nọ. Nó thật là tùy cái công việc của mỗi người thôi. Thì nếu mà anh về sớm, anh sẵn sàng lo việc nhà. Còn nếu mà anh về mà giờ anh ở nhà trước, coi TV, ăn cơm này kia, chờ, không có quan tâm gì hết, thì cái đó là có vấn đề. Nhưng mà nếu như mà nhà anh có người giúp việc, Giúp việc thì nói thật là anh thích không có người giúp việc. Tại đồ đạc của gia mình này kia không thích ai vô ra, cái đó của mình. Bây giờ em phản biện lại một chút. Người phụ nữ không muốn làm việc nhà không phải là xấu. Em biết anh Quân đang hình dung một câu chuyện ấm áp, cùng nhau nấu ăn, vui đùa, xong rồi nắm tay nhau đi xem phim hoặc là dẫn con đi chơi. Thì đó là câu chuyện hạnh phúc gia đình nào cũng muốn xây dựng cả. Nhưng nếu mà không muốn có người giúp việc mà bắt vợ mình giặt đồ, nấu cơm, lau nhà, rửa chén, đó là câu chuyện bi kịch cho phụ nữ ở xã hội hiện tại, nhất là với những người phụ nữ kinh doanh. Thì anh nên mềm mại lại cái chuyện đó và linh động một chút. Rồi, còn cái câu số 2 sẽ là sao anh? Anh nghĩ như thế nào? Em sẽ bao nuôi anh. Nó thật là cái là không quan trọng mấy. Quan trọng là một cái nhà ấm. Một cái nhà ấm. Cái đó anh đang tìm. Đó. Còn nuôi nhau thì sẽ nuôi nhau. Rồi bây giờ anh hãy lựa chọn đi. Theo anh, với những gì mà anh cảm nhận về Trúc từ đầu đến giờ, thì bí mật nào mới thật sự là của cô ấy? Anh nghĩ là em sẽ bao nuôi anh. Là không đúng với cô ấy đúng không anh? Không đúng, đúng rồi. Là không đúng. Thì có nghĩa là cái câu trên em không muốn làm việc nhà là của Trúc. Đúng. Dạ. Anh nói ngược, mình hỏi cái nào là của Trúc thì anh nói cái không phải. Anh không có rành nói về tiếng Việt đâu anh. Trúc ơi, em quay lại với anh nào. Giờ em cho mọi người biết đi, trong hành lý này bí mật nào là thật sự của em? Mời em. Chính xác, em không muốn làm việc nhà. Cho em nói thêm về cái bí mật này một chút. Không muốn làm việc nhà có nghĩa là không muốn làm việc nhà khi mình không có tự do về thời gian và về tâm trí. Còn em rất là hạnh phúc khi mà được làm việc nhà, được chăm sóc gia đình, chăm sóc người yêu, bạn trai của mình. Khi mà cả hai cùng có thời gian thoải mái. Em xin nói thêm một chút nữa là trong quá khứ của em á, cái tuổi thơ của em á, là em sống bên cạnh mẹ với dì, thì em chứng kiến và rất là xót xa cho người phụ nữ Việt Nam. Ở ngoài phải bươn chải lo cuộc sống, lo con cái, lo tiền bạc, về tới nhà phải đóng vai là nội trợ lo từ đầu tới cuối. Tới khi mà con cái có điều kiện một chút, muốn mẹ sướng thì tuyển giúp việc, nhưng mà hầu như chuyện gì cũng không để giúp việc làm, cứ lao vào làm. Tới bây giờ thì em nhìn lại mẹ em và dì em, gần như không phải là không có điều kiện, nhưng gần như là chưa sống được một ngày thực sự có ý nghĩa.
chưa có tận hưởng được cuộc sống của riêng mình, tất dành tất cả cuộc đời cho con, cho chồng. Nên là đối với em, quan niệm là chăm sóc gia đình, chăm sóc chồng, chăm sóc con hoặc là người yêu thì không có nghĩa là mình cứ phải nhúng tay vào làm tất cả mọi thứ. Thì em hy vọng là người đàn ông muốn ở bên cạnh em thì hiểu được cái điểm đó của em. Cho anh hỏi chút xíu là thời gian của em, ý nghĩa về thời gian chính xác là bao nhiêu trong một ngày 24 tiếng đồng hồ? Em làm tới mười mấy tiếng một ngày cũng có. Em sáng em đi, tối về chỉ có tắm rồi ngủ thôi, rồi ngày hôm sau lại đi, không có biết cuối tuần là gì hết. Cảm ơn em chia sẻ cho anh cái đó. Bây giờ là vì em nói là trong cái thời gian đó em rất là nhiều, bây giờ có một cái tình yêu nữa, em có sẵn sàng bỏ cái thời gian vô nuôi cái tình nghĩa, tình yêu không? Nếu mà xếp theo thứ tự sự nghiệp, tình yêu, gia đình, bạn bè thì em đặt tình yêu lên đầu tiên. Anh nghe hai người trò chuyện sẽ thấy rằng hai người rất là hợp với nhau, rất là khớp với nhau về những cái quan điểm về gia đình, về công việc, về sự nghiệp, về tình yêu. Thì anh hy vọng rằng đây sẽ là một cái kết thúc nó đẹp. Trước tiên là mình chấp nhận bí mật của nhau cái đã, để rồi sau đó mình sẽ còn có nhiều thời gian để mình tìm hiểu và mình xây đắp để cho cái mối quan hệ này nó tốt hơn, nếu như cả hai cùng mong muốn điều đó. Và bây giờ anh Quân sẽ thể hiện cái điều mà mình có chấp nhận cái bí mật này của Trúc hay không bằng cách ở đây đã chuẩn bị sẵn hai bó hoa hồng đỏ và trắng. Nếu như anh cảm thấy rằng bí mật này của Trúc là cái điều mà anh có thể chấp nhận được và anh muốn cùng cô ấy xây dựng một cái mối quan hệ cho nó lâu dài hơn thì anh sẽ tặng cho cô ấy bó hoa hồng màu đỏ. Còn nếu như anh nghĩ rằng anh chưa chấp nhận được bí mật này và anh muốn dừng lại ở mối quan hệ tình cảm anh em hay bạn bè thì anh sẽ tặng cho cô ấy bó hoa hồng trắng. Anh hãy suy nghĩ và cân nhắc với những gì anh đã nghe, đã cảm nhận về Trúc suốt từ đầu đến bây giờ anh nha. Mời anh. Cuộc đời cho phép anh Quân ơi. Làm gì mà phải đánh đo chứ mà trời. Yeah. Đánh đo là một cách để chương trình chúng ta thêm hấp dẫn thôi anh Hoàng ạ. Chứ mà tôi biết chắc là ông ấy thấy đỏ mà. Với hai người này nha, Nghĩa cảm nhận rất là rõ. Khi mà thứ nhất là Trúc nè, bạn đến đây với một cái tinh thần là thật sự mong muốn tìm một người bên cạnh mình, chứ không phải đến đây vì là tham gia một chương trình truyền hình hay đến đây để cho vui, để khám phá, không có. Anh cảm nhận điều đó rõ lắm từ Trúc ngay lúc mới xuất hiện và nói chuyện với mọi người là em đang mong muốn tìm một người đàn ông bên cạnh mình thật sự. Và cái cảm giác bình yên là cái điều em nhắc đến rất là nhiều lần trong chương trình này. Còn với anh Quân là một cái người đàn ông đã từng trải và anh cũng đang mong muốn tìm một cái bến đỗ thật sự cho mình. Không biết rằng sau này tương lai hai người sẽ đi đến đâu, nhưng mà đến với chương trình này ngày hôm nay thì Đại Nghĩa thấy rằng hai người thật sự là hai mảnh ghép dành cho nhau. Hy vọng rằng cả hai sẽ tiếp tục có những khoảng thời gian sau để tìm hiểu nhiều hơn, để xây đắp cho cái mối quan hệ này nó tốt đẹp như mong muốn của hai người nha. Và bây giờ thì anh hãy đóng cái vali này của Trúc lại, bởi vì sẽ có một chiếc vali khác xuất hiện tại đây. Vali này sẽ là một phần quà mà chương trình dành tặng cho cả hai. Xin mời. Đây, quà của chương trình đây. Quà của chương trình chúng ta sẽ là quà tặng đến từ hệ thống phòng tập tiêu chuẩn quốc tế được yêu thích nhất tại Úc của Z. Và mỗi người sẽ nhận một cái voucher trị giá là 6 triệu 900 ngàn đồng. Và điều đó có nghĩa là mỗi người sẽ được đến 12 tháng tập luyện tại các hệ thống phòng tập của Z trên toàn thế giới, hơn 300 phòng tập với rất nhiều những cái lớp học khác nhau nha. Và hai người có thể hẹn nhau cùng nhau đi tập để rèn luyện sức khỏe vào những cái lúc mà hai người có thời gian. Cảm ơn cả hai người, anh Quân và Trúc đã đến với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chuyến bay của chúng ta sắp sửa khởi hành rồi. Hai bạn hãy mang vali của mình lên chuyến bay đến với một nơi hạnh phúc. Cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt. Tụi mình giống gia đình lắm luôn, giống hạnh phúc, rất là xứng đôi. Tụi mình có nét tươi cười. Hãy thành người đàn ông của gia đình hạnh phúc nhanh Quân. Cảm giác của em thế nào? Cảm giác của em thật là yên lòng, tại vì đã giúp cho một cô gái đẹp, xinh đẹp, thông minh, lại rất là chín chắn trong cuộc sống.
tìm được một cái người đàn ông phù hợp. Em thấy hai người này có một cái câu chung thôi. Trúc đang tìm một người đàn ông của gia đình và anh Quân đang mong muốn trở thành người đàn ông của gia đình. Và cả hai người đều mong muốn cái sự bình yên. Đúng. Hai người đều lập lại cái điều bình yên mà họ trong suốt chương trình này không dưới 2-3 lần. Đúng rồi. Và cái bình yên là cái điều mà ai cũng mong muốn sau bao nhiêu cái sóng gió của cuộc đời người ta đã vượt qua. Và cho tới giờ bình yên là một cái điều rất là to lớn để có thể làm kim chỉ nam cho người ta định hướng lại trong cuộc sống và người ta cân bằng lại. Từ đó cho đi người ta mới ổn định, người ta phát triển cái sự nghiệp tương lai được. Và mong cho tất cả các hành khách khi đến với chuyến bay hành lý tình yêu của chúng ta sẽ đều tìm được một nửa của mình như thế và mang về sự bình yên cho chính tâm hồn mình. Thưa tất cả các hành khách, chuyến bay ngày hôm nay có một cái kết thật là viên mãn và chúng tôi hy vọng rằng tất cả các hành khách khi đến với chuyến bay hành lý tình yêu sẽ tìm được một nửa cho mình và mang về sự bình yên cho chính tâm hồn mình. Đến đây thì chuyến bay của chúng tôi sẽ được phép khép lại, nhưng vẫn sẽ khởi hành hàng tuần vào lúc 20 giờ 30 phút thứ hai trên kênh VTV3. Chuyến bay do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.